Trời chán ghê, tự nhiên xe đề không nổ quá à. Chắc tôi bắt xe ôm đi làm quá à. Tôi bận công chuyện rồi, chứ nếu không tôi chở bà đi làm được rồi. Thôi không sao đâu, tôi tự bắt xe ôm đi được rồi. Vậy bà tự đi nha. À, bạn tốt ghê á. À cô gì ơi, cho tôi hỏi thăm cái ở gần đây có chỗ nào sửa xe không? Ở cuối đường này lận nè. Cuối đường lận hả? Kim Chi. Chi phải không? Tính nè. Tính hồi xưa ở cùng kiểu xã Vạn Phúc. Có đi ăn với nhau mấy lần mà không nhớ à? À, anh Tính và Vạn Phúc. Đúng rồi. Trời em nhớ rồi. Mà anh dạo này sao rồi? Ờ đi làm công ty gần đây. Anh làm luật sư. Ê, cầm, luật sư hả? Cầm lên cầm cạc. Bữa nào rảnh alo cà phê. Công ty luật Phong Đằng. Trời công ty này đang nổi tiếng lắm nè. À, đợi bữa nào chi nữa. Hay là hôm nay anh em mình đi cà phê với nhau luôn đi. Ủa mà em nghe nói là xe anh hư, xe anh để đâu? Xe cái xe anh kia. Để em mang xe anh đi sửa luôn, rồi mình đi cà phê luôn. Đi lên, nhanh nhanh lên. Lâu rồi không gặp. Em với Phúc giờ này sao rồi? Sau khi ra trường, em với anh kết hôn với nhau được 2 năm rồi. Gì hả? Nhưng mà tụi em cũng mới vừa ly dị rồi. Ờ, xin lỗi anh không biết vụ này. Không có sao đâu anh. Anh Tính, em có thể nhờ anh giúp chuyện này được không? Chuyện gì em? Sau khi ly dị á, em với anh Phúc có tranh chấp với nhau tài sản. Tuy là căn nhà do em đứng tên, nhưng mà đó là quà tặng của ba chồng em. Em nghe người ta nói á, nếu như mà không có chứng minh được căn nhà đó là quà tặng của em thì coi như em bị mất trắng căn nhà luôn. Đâu có được, sao mất trắng được? Căn nhà do em đứng tên á, thì nó phải là của em chứ. Đúng không? Để anh nhớ là theo điều luật 99 á, của Bộ Luật Hôn Nhân và Gia Đình thì việc giải quyết quyền lợi của vợ chồng khi thực hiện thủ tục trong ly hôn á, khi mà căn nhà thuộc sở hữu của một bên mà đưa vào sử dụng chung á, thì trường hợp nhà ở thuộc sở hữu riêng của một bên đã được đưa vào sử dụng chung thì khi ly hôn thì căn nhà ở đó vẫn thuộc sở hữu của người chủ đứng tên căn nhà. Nhưng phải thanh toán cho bên kia một phần dựa vào công sức đóng góp cải tạo của ông bên kia, vân vân. Trời, anh nói chuyện nghe hay thiệt luôn á, đúng là luật sư nói chuyện có khác. 25 rồi mà em. Dạ. Mà nói thiệt với anh á, chứ mấy cái vụ luật này á em nghe nhức đầu lắm, nghe mà không có hiểu gì hết trơn á. Anh có thể giúp em nhận cái vụ này được không anh? Anh hả? Dạo này thực sự anh bận lắm. Nhưng mà để em ra ngoài văn phòng luật sư thì mất rất nhiều thời gian. Dạ. Tốn kém nữa. Dạ. Thôi được rồi, để anh giúp em. Anh cố gắng giúp cho em nha. Anh cứ yên tâm đi. Bao nhiêu tiền á hả, em cũng thanh toán cho anh đầy đủ hết trơn á. Anh giúp em mà. Dạ. Vô cái anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Lát nữa luật sư tôi đến, cô sẽ biết tay. Anh đừng có tưởng chỉ có một mình anh mới biết thuê luật sư. Lát nữa luật sư tôi tới hả, anh cũng sẽ biết tay. Xin lỗi, cho tôi góp một chút ý kiến riêng. Cô muốn nói cô gì? Cô muốn nói gì? Về vấn đề này thì pháp luật luôn luôn sẽ bảo vệ người thuê nhà, đó là mình. Nhưng cô đâu có hợp đồng. Về vấn đề đó thì... tôi đã thực hiện hợp đồng miệng thay cho hợp đồng pháp lý. Thực tế là tôi đã gửi tiền thuê nhà vào tài khoản ngân hàng. Cái đó nghĩa là hợp đồng đã được thực hiện. Chỉ cần có xác nhận của ngân hàng thì nó sẽ trở thành chứng cứ. Tôi xin lỗi nhưng mà đến nước này rồi, tôi cũng bắt buộc phải thuê luật sư để bảo vệ quyền lợi riêng của mình. Mà tôi cũng muốn hai người hiểu rõ hơn về vấn đề này nữa. Không ngờ bà nhìn lù lù vậy mà giác cái lưu chạy lúc nào không hay ha. Nói gì thì nói, dù có luật sư hay không thì hai người cũng chuẩn bị tâm lý dọn đồ ra khỏi nhà đi. Hả? Sao tự nhiên anh nói chuyện tự tin quá vậy? Luật sư của anh đâu? Luật sư của anh đâu? Đã trên đường tới. Anh làm như chỉ có một mình anh biết thuê luật sư vậy. Xin lỗi anh, tôi cũng đã thuê luật sư rồi. Luật sư của tôi á cũng đang trên đường tới nữa. Luật sư của tôi á là làm việc ở công ty nước ngoài hẳn hoi. Có làm việc nước ngoài hay luật sư giỏi gì cũng vậy, cũng phải căn cứ vào pháp luật thôi. Luật sư tôi đã nói rồi, công lý thuộc về tôi. Thì để coi. Hmm.
Sao giờ này còn chưa tới nữa ta? Đã nhắn địa điểm giờ rất rõ ràng rồi mà. Sao lâu quá vậy không biết? Đâu rồi ta? Trời ơi, giờ này mà còn khóa máy nữa là sao? Ủa? Sao nhìn nó quen quá vậy? À, bà đưa tôi mượn coi. Cái card này á hả? Ờ. Hả? Cái gì vậy? Hả? Ủa? Sao nó giống y chang nhau vậy? À, không lẽ luật sư của bà cũng là luật sư của tôi hả? Hả? Để tôi gọi điện thử coi. Tôi cũng không gọi được nè. Làm sao ta? Không liên lạc được đúng không? Ờ. Có phải thằng Tính không? Là bạn ở chung dãy trọ với anh thời sinh viên đó. Tôi định không nói là để cho anh bất ngờ. Thằng Tính? Ờ. Nó cũng làm luật sư cho tôi mà. Hả? Hàng gì? Tôi hỏi nè, căn nhà đang tranh chấp á, hiện nó nằm ở vị trí nào vậy? Nhưng mà tôi với cô bị lừa đúng rồi đó. Nhưng còn Diệu Hiền? Ủa, tôi thấy cô buồn quá vậy? Không có gì. Thật ra đó thì tôi đang mướn nhà. Hai vợ chồng đó, mặc dù là vợ là người đứng tên nhà nhưng mà chồng là người bỏ tiền ra mua. Thì tự nhiên hai vợ chồng gây lộn cái đuổi tôi ra đường ở mà. Đã vậy 6 tháng tiền nhà tôi trả rồi đó chứ. Tại vì là bạn thân cho nên mới tin tưởng, đâu có làm hợp đồng gì đâu. Ủa sao cái vụ này giống cái vụ mà hồi tôi mới mướn nhà quá ta? Thôi mà nhưng mà yên tâm đi, cuối cùng thì người thuê nhà cũng được ưu tiên à. Sao vậy được? Thì tôi thuê hẳn một luật sư để mà tư vấn riêng luôn á. Trời. Xe ôm mà cũng có tiền thuê luật sư đó hả? Trời đương nhiên chứ trời ơi. Nhưng mà cô có cần không? Tôi cho cô số điện thoại ha. Cần. Ừ. Rồi được rồi. Dạ. Vụ này cô chắc chắn thắng. Nè nha, luật cho thuê nhà được pháp luật bảo vệ rất nghiêm ngặt. Tôi gặp nhiều rồi, cứ tin vào tôi. Thiệt không anh? Thiệt. Dạ. Nhưng mà không biết tiền thù lao anh tính sao hả? Đơn giản, cô chỉ cần cọc tôi 3 triệu. Dạ. Vậy chúng ta bị lừa rồi. Mỗi người nộp cho nó 3 triệu đồng, tất cả là 9 triệu. Tại vì anh không á, tự nhiên anh đi liên lạc với tên lừa đảo làm gì? Thôi mà, đừng có gây nhau nữa. Bây giờ giải quyết làm sao đây Kim Chi? Thầy Phúc ơi, bây giờ giải quyết làm sao đây thầy? Gọi điện lên công ty nó, tố cáo cho nó mất việc đi. À, đúng rồi đó. Alo, bà công ty luật không ạ? Tôi muốn tố cáo luật sư Trần Duy Tính lừa gạt và bôi nhọ khách hàng. Thưa anh, công ty không có nhân viên nào tên là Duy Tính hết. Xin lỗi anh. Hả? Sao làm sao rồi? Công ty không có ai tên là Trần Duy Tính chưa á. Trời ơi. Đây, đồng hồ của mày. Ơi, chạy chút nè mày. Làm ăn lâu dài mà tính toán dữ mày. Trời ơi. Ngộ người. Đây, còn tiền. Tiền cọc. Đủ nha. Ừ. Gì nữa vậy? Cần câu cơm của tao. Ừ. Nhờ cái này mà con Hiền cắn câu, tao hút trọn ổ. Ê, mai mốt mà có cái gì nữa kêu tao nha. Chắc chắn rồi. Alo, luật sư Tính nghe. Tư vấn luật hả? Yên tâm, vụ này gặp hoài. Ừ. Ok.